Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay, Chan xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Cách sinh tồn ở thế giới Lộc Đỉnh Ký của tác giả 8 tháng Vini. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không cung đấu, có độ dài 84 chương, trích nguồn tại Đông Doanh In Love 94. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Like, share video để giúp kênh có thêm lượt đề xuất. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hay mỗi ngày. Donate cho Chan qua các hình thức đã ghi ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51. Một câu định giang sơn. Kiến Ninh nháy mắt với Tứ Gia một cái. Cả hai người rất nhanh hòa với đám người trong sảnh hô to. Giáo chủ hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất. Dứt lời, giáo chủ phu nhân liền hỏi, hai vị này là người phương nào? Lục Cao Hiên tiến lên chắp tay nói, bẩm giáo chủ phu nhân, hai vị thiếu hiệp này, một vị là Ninh Vô Song, Ninh cô nương, vị còn lại là Vi Tiểu Bảo, Vi công tử. Giáo chủ phu nhân ngẩn ra, lại nhìn Kiến Ninh thêm một lát, rồi mới chậm rãi gật đầu nói, thì ra, đây là một vị cô nương. Nói tới đây, trong mắt nàng chợt lóe lên một tia tàn độc. Lục Cao Hiên tất nhiên nhìn ra được, sợ giáo chủ phu nhân nổi lên sát ý, vội vàng nói, bẩm giáo chủ phu nhân, Ninh cô nương trước nay đều mặc nam trang, bởi vậy cho nên... Giáo chủ phu nhân không kiên nhẫn phất tay nói, không có gì, ngươi lui ra. Nói xong, nàng nhìn về phía Kiến Ninh hỏi, nghe nói ngươi chính là kẻ viết chữ cổ trên tấm bia đá kia. Nói, ngươi rốt cuộc từ đâu tới, xuất thân thế nào mà lại dám đoán mệnh trời? Kiến Ninh thầm nghĩ, cũng không hiểu tại sao tự nhiên nàng lại không vừa mắt với ta. Rõ ràng khi nãy nhìn ta còn cười tủm tỉm, vậy mà vừa biết ta là cô nương, ánh mắt đã hung hãn như thế rồi. Chẳng lẽ nàng vừa ý lão tứ rồi sao? Hay nha, phụ nữ có chồng thật là khó hiểu. Đúng rồi, không bằng thừa dịp này. Kiến Ninh tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Vô Song biết giáo chủ và giáo chủ phu nhân thần thông quảng đại, chỉ cần liếc mắt đã rõ Vô Song là ai. Bởi vậy Vô Song không dám giấu giếm. Vô Song thật ra chính là bà con xa của Liễu Yến A Di. À đúng rồi, còn có một vị thúc thúc tên là Đặng Bình Nam hay đến tìm A Di của ta. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, Đặng thúc thúc còn thường xuyên mua kẹo cho ta nữa. Giáo chủ và giáo chủ phu nhân liếc nhau một cái, sau đó Hồng giáo chủ liền hỏi, làm sao mà người biết quan hệ giữa bọn họ rất tốt? Kiến Ninh đáp, ta cũng không chắc. Chẳng qua mỗi lần bọn họ gặp nhau đều kiếm cớ đuổi ta ra ngoài. Có lần ta lén trở về, liền nghe được trong phòng có âm thanh hết sức kỳ lạ. Ta cũng không dám lại gần, liền bỏ chạy. Cũng không biết hai người họ có phải đang đánh nhau hay không nữa. Giáo chủ phu nhân nhíu mày hỏi, sao lại nói vậy? Kiến Ninh nói, bởi vì ta thấy Liễu Yến A Di cứ kêu, à nhẹ thôi, nhẹ thôi. Hẳn là bị đánh đau cho nên mới kêu như vậy. Nói xong Kiến Ninh thở dài, ngón tay chọc chọc hai má vô cùng đáng yêu hồn nhiên nói. Sau đó, ta không thấy hai người họ đâu nữa, ta cứ đi tìm quanh mà mãi không được. Tất cả mọi người trong sảnh nhất thời xôn xao một trận, Tứ Gia ném cho Kiến Ninh một cái nhìn khinh bỉ, lại cảm thán quả không thể trông mặt mà bắt thình xong. Nếu như không phải biết, ta đã biết rõ bản tính của nàng, thì chỉ sợ sẽ bị bộ dạng ngây thơ đáng yêu này lừa gạt. Không bị bộ mặt đáng yêu của Kiến Ninh lừa là một chuyện, nhưng đối với câu chuyện nàng kể, hắn cũng bán tín bán nghi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ thực sự nàng đã chứng kiến hai kẻ kia? Nếu không sao có thể kể lại giống như vậy? Kiến Ninh vừa dứt lời, giáo chủ phu nhân đã giận tím mặt, cắn răng nói. Người đâu? Hai thiếu nữ phía sau tiến lên, giáo chủ phu nhân nói. Đưa Ninh cô nương ra phòng sau, chăm sóc cẩn thận. Kiến Ninh ngẩn ra thầm nghĩ. Không đúng, không đúng, mụ nội nhà ngươi, nội dung chuyện rõ ràng không phải vậy. À, chẳng lẽ lần này chỉ có mình lão tứ sống sót, còn ta phải bỏ mạng hay sao? Đang muốn nói tiếp, thì hai thiếu nữ kia đã bước tới trước mặt Kiến Ninh nói, Ninh cô nương, mời. Kiến Ninh thấy hai người này khuôn mặt không có ý tốt gì, âm thầm kêu khổ, vội nói, giáo chủ, Vô Song vừa mới được chiêm ngưỡng dung mạo của giáo chủ và giáo chủ phu nhân, thực sự còn muốn nhìn thêm một lát nữa. Giáo chủ phu nhân nhìn nàng cười lạnh, sau này, nếu có thời gian sẽ lại để cho ngươi xem, ta bảo ngươi tạm thời lui ra, còn không đi. Hai thiếu nữ nói, cô nương, mời.
Tứ gia liền nói, ta cũng đi. Giáo chủ phu nhân lại thản nhiên cắt ngang, ngươi ở lại. Kiến Ninh không còn cách nào khác, cắn cắn môi, muốn nói lại không dám nói, đành phải nhìn Tứ gia một cái rồi quay lưng đi theo hai thiếu nữ kia. Tứ gia trợn mắt nhìn Kiến Ninh rời đi, mà giáo chủ phu nhân đột nhiên lại quát to, Trương Chí Linh, ngươi nghe rõ rồi chứ? Một gã trung tuổi bước ra từ chỗ ngồi của các vị long sứ khom lưng nói, xin giáo chủ và giáo chủ phu nhân trách phạt, là thuộc hạ quản thuộc hạ không nghiêm. Giáo chủ phu nhân nhìn hắn nói, ngươi cũng biết ngươi quản không được sao? Liễu Yến và Đặng Bình Nam đều là thủ hạ của ngươi, ngươi lại dung túng cho bọn chúng làm càn. Chẳng trách đến giờ vẫn chưa thấy được một quyển tứ thập nhị chương kinh nào. Nói đi, ngươi đáng tội gì? Trương Chí Linh cầu khẩn, giáo chủ, xin giáo chủ nể tình mấy chục năm nay và tận tâm trung thành đi theo giáo chủ mà tha cho ta lần này. Giáo chủ không nói gì, mà giáo chủ phu nhân lại quát. Nếu ai trong giáo cũng giống như ngươi, bao che cho kẻ dưới, cai quản không nghiêm, đến lúc phát sinh chuyện thì cầu xin tha thứ, thì còn ai sẽ phân đấu vì sự nghiệp của giáo chủ nữa? Giáo chủ liền gật đầu, phu nhân nói có lý. Giáo chủ phu nhân cười, bên trong tươi cười lại mang theo muôn phần dữ tợn. Trương Chí Linh, người nghe thấy rồi đấy, người đâu, mang thần long sắc lên đây. Tứ gia không biết thần long sắc là cái gì, vì thế ngồi yên chờ xem kịch hay. Một lát sau, đã thấy hai thiếu niên mang một cái hòm lên, mở hòm ra chỉ thấy bên trong chi chít là rắn, mỗi con chỉ ngắn bằng đốt ngón tay, hơn nữa hoa văn trên thân vô cùng sặc sỡ, vừa nhìn liền biết là độc vô cùng. Tứ gia vừa nếm trải cảm giác bị rắn cắn, vì thế hơi nhíu mày, trong lòng không rét mà run. Mà những người khác thấy vậy cũng tái mặt, không dám ho he một tiếng. Chỉ có một người mặc áo vàng đứng lên nói, Bạch Long Sứ bị trừng phạt là đúng người đúng tội, giáo chủ anh minh. Trương Chí Linh cả giận nói, đồ tiểu nhân đê tiện xào trá. Nói xong không để ý tới rắn độc trước mặt, hắn ngước nhìn giáo chủ kêu lên, Trương Chí Linh một lòng vì giáo chủ, hôm nay rơi vào kết cục này. Giáo chủ, người nhẫn tâm giết chết tất cả huynh đệ đã theo người từ thuở lập giáo hay sao? Giáo chủ không biểu lộ bất kỳ tình cảm gì, nhàn nhạt nói, giáo quy như vậy, người biết mà phạm sai thì còn gì để nói. Trương Chí Linh cắn răng, phàm là người có lương tâm thì nhất định sẽ mở cho ta một con đường sống. Nhưng ngươi nhìn lại ngươi đi, từ sau khi lấy con đàn bà kia, ngươi thay đổi rồi, ngươi chèn ép cựu thần chúng ta nhẫn nhịn không dám nói nhiều. Nhưng giờ ngươi còn muốn giết chúng ta sao có thể khoanh tay chờ chết? Gã vừa dứt lời, liền rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tứ gia lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng đậm trong không gian, liền cảnh giác những người xung quanh, lại không thấy bất kỳ ai có hành động gì. Theo bản năng, hắn hơi lùi lại mấy bước. Quả nhiên, Trương Chí Linh vung bảo kiếm lên, chém liên tiếp vào đám rắn trong hòm. Vậy mà kỳ lạ thay, không một con rắn nào tấn công ngược lại hắn. Tên thiếu niên khi nãy bưng hòm thần long sắc kêu to, Trương Chí Linh, ngươi to gan làm bậy, muốn tạo phản sao? Trương Chí Linh hử lạnh, nhớ năm xưa, lão tử tung hoành thiên hạ thì các ngươi còn đang ở trong bụng mẹ đó. Hiện giờ lại dám giễu võ dương oai, trèo lên đầu lão tử ngồi. Nói xong, gã giơ đao lên chặt xuống, đầu của hai thiếu niên kia liền lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, lăn mấy vòng. Mọi người thấy Bạch Long Sứ ra tay độc ác như vậy thì ngây ra như phỗng, chỉ có Tứ gia vẫn bình thản nhìn thảm trạng vừa rồi. Nghĩ thầm, may mà nàng đã đi rồi, nếu không lúc này nhất định sẽ sợ hãi vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn lại băn khoăn không biết giáo chủ phu nhân đưa Kiến Ninh ra nơi khác là có dụng ý gì, nhất thời có chút lo lắng. Tứ gia ngẩng đầu lên, liền thấy giáo chủ phu nhân cả giận nói, Trương Chí Linh, ngươi dám giết người trước mặt giáo chủ, ngươi quả nhiên muốn tạo phản, hôm nay ta... Nói xong nàng liền đập bàn đứng dậy. Tứ gia nghĩ thầm, Trương Chí Linh ngang nhiên phạm thượng lại nói năng láo xược như vậy, chẳng lẽ hắn còn có chiêu gì chưa dùng hay sao? Quả nhiên, giáo chủ phu nhân vừa đứng thẳng dậy đã lảo đảo lại ngã ngồi xuống ghế. Giáo chủ kêu lên, phu nhân, nàng sao vậy? Lão định đứng dậy đỡ giáo chủ phu nhân, không ngờ vừa hơi thẳng người thì đã mềm nhũn ngã xuống. Giáo chúng trong sảnh ngã lăn quay ra đất, ngay cả Lục Cao Hiên, Bàn Đầu Đà cũng không may mắn thoát khỏi. Chỉ còn mình Trương Chí Linh cầm kiếm đứng tại chỗ. Tứ gia nhìn mọi người ngã trái ngã phải, liền tự sờ soạng kiểm tra toàn thân mình một lần, không hề cảm thấy có chút khác thường nào. Giáo chúng của thần Long Giáo nhao nhao chất vấn Bạch Long Sứ Trương Chí Linh,
hỏi gã rốt cuộc giở trò gì. Trương Chí Linh cười lạnh. Sao lúc ta bị trách phạt thì không một kẻ nào há mồm nói một câu? Hừ, mấy chục năm nay xưng huynh gọi đệ, vậy mà lúc Hồng An Thông định bức tử ta thì các ngươi không nghĩ tới bản thân à? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục để đám trẻ danh này trèo lên đầu? Lục Cao Hiên nói, Bạch Long Sứ, ngươi rốt cuộc là dùng độc gì mà lợi hại như vậy? Trương Chí Linh nói, Bạch Hoa Phúc Xà Cao, mấy tháng nay một ngụm rượu Hùng Hoàng ta cũng không uống, chính là để dự phòng cho ngày này. Giáo chủ phu nhân nói, Trương Chí Linh, ngươi giỏi lắm, trăm phương ngàn kế muốn làm phản. Giáo chủ liền nói, quả như là tặc từ trong nhà, nhẽ ra ta nên một kiếm chém chết người mới phải. Trương Chí Linh vung kiếm lên nói, hôm nay để xem ai giết ai. Trên mặt đất, các vị long sứ và giáo chúng thấy Trương Chí Linh chiếm thế thượng phong, lập tức thay đổi lập trường. Lùng Cao Hiên kêu lên, Bạch Long Sứ, người giết Hồng An Thông, chúng ta sẽ tôn ngươi làm giáo chủ. Nói thật, ta cũng đã chịu đựng lão lâu rồi, chỉ là không dám ra tay mà thôi. Mọi người vội vàng phụ họa, thậm chí còn có kẻ nói, Trung giáo chủ, hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất. Nghe vậy, tứ gia nhíu mày chịu không nổi. Trương Chí Linh cười ha ha, đắc ý vênh váo chĩa kiếm về phía trước, nói, Hồng An Thông, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Không ngờ Hồng An Thông hừ lạnh, vỗ một cái lên ghế, tay ghế liền bị chặt đứt, theo lực phóng về phía trước, đâm thẳng vào ngực của Trương Chí Linh. Trương Chí Linh hộc một tiếng, phun ra máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, kẻ vừa rồi còn đường xưng tụng là hưởng phúc muôn đời thì hiện giờ đã hồn lìa khỏi xác. Tứ gia thầm nghĩ, tại sao ta hoàn toàn không sao hết? Như vậy lúc này ta nên làm gì đây? Lục Cao Hiên đầu đầy mồ hôi, mới vừa rồi hắn chính là kẻ đi đầu xúi dục Trương Chí Linh, nào biết được ngay phút sau họ Trương đã xuống suối vàng. Trong lúc lo sốt vó ấy, ánh mắt hắn lơ đãng chuyển về phía tứ gia, đột nhiên ngộ ra một chuyện hớn hở kêu lên. Vì công tử, may mà người không uống rượu Hùng Hoàng, cho nên Bách Hoa Phúc Xà Cao không có tác dụng gì. Vì công tử, người giết Hồng An Thông, chúng ta sẽ tôn người làm giáo chủ. Đám người kia vốn đã chết tâm, bây giờ lại nhìn thấy hy vọng, đồng loạt kêu lên. Vì giáo chủ, hưởng phúc muôn đời. Tứ gia đổ mồ hôi hột thầm nghĩ, một vị giáo chủ trước đã đi chầu Diêm Vương còn chưa đủ sao, lại còn muốn đẩy ta ngồi lên cái vị trí nguy hiểm này nữa. Hồng An Thông thần thông quảng đại, Trương Chí Linh võ công tốt như vậy còn chết mở tay hắn, huống chi là ta. Hơn nữa, đám người kia vừa nhìn đã biết là bọn tiểu nhân. Hồng An Thông võ công cao cường, bọn chúng mới không dám làm phản, chứ loại không có võ công như ta, sợ rằng nếu có giết được Hồng An Thông thì bọn họ cũng liền tiễn ta xuống địa phủ thôi. Nhưng mà nếu vậy mà bỏ đi một cơ hội tiêu diệt phản tặc thì thật không cam lòng. Hơn nữa Kiến Ninh còn... Tứ gia nhìn giáo chủ, lại nhìn giáo chủ phu nhân, nói, Lục tiên sinh, Bách Hoa Phúc Xà Cao duy trì hiệu quả trong bao lâu? Lục Cao Hiên nói, trung bình khoảng nửa ngày, nếu nội công kém thì có thể kéo dài thêm 1 đến 3 ngày. Tứ gia nói, như vậy nghĩa là giáo chủ và giáo chủ phu nhân võ công cao cường thì thời gian sẽ ngắn hơn. Lục Cao Hiên cắn răng nói, đúng vậy, giáo chủ võ công cao cường, nhưng mà hắn là kẻ uống rượu Hùng Hoàng nhiều nhất ở đây, cho nên cũng phải kéo dài khoảng mấy canh giờ, lâu thì 3 canh 5 canh, nhanh thì 1 2 canh giờ, võ công của phu nhân thì thấp hơn giáo chủ. Tứ gia gật gật đầu, hai mắt nhìn chăm chăm giáo chủ, cẩn thận lưu ý từng động tác của lão để tránh cho mình cũng chết tức tưởi như Trương Chí Linh. Lục Cao Hiên cực kỳ thông minh, thấy tứ gia như thế liền nói, vì công tử, ngươi không cần sợ lão. Lão vừa rồi giết chết Trương Chí Linh chính là dụng nốt, chút sức lực còn lại trong người, hiện giờ chính là nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục tấn công được nữa. Tứ gia nói, thật không? Lục Cao Hiên thật ra cũng chỉ nắm chắc 8-9 phần, cho nên vốn ban đầu hắn muốn tứ gia mau chóng động thủ, hiện giờ lại nghĩ tới tứ gia chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nếu để Hồng An Thông giết nốt thì mất nhiều hơn được. Vội nói, vì công tử, cẩn thận vẫn hơn. Tứ gia cười nói, vậy mới phải, vào lúc này mọi người cần đồng tâm hiệp lực, thẳng thắn nói chuyện vẫn hơn. Những người khác không hiểu dụng ý của Lục Cao Hiên, thay gã nói vậy thì liều mạng phản đối, không ngừng thúc giục tứ gia mau giết chết Hồng An Thông. Tứ gia nói, võ công của ta kém như vậy,
Làm sao mà giết giáo chủ được? Nghe hắn nói vậy, mọi người tâm như tro tàn. Lũng Cao Hiên thì cười khổ nói, vì công tử. Tứ gia không nhìn hắn, mắt không rời khỏi Hồng Ân Thông, miệng lại hỏi, không biết ý của phu nhân ra sao? Giáo chủ phu nhân ngẩn ra, nói, ta đương nhiên là không được giết giáo chủ. Nàng cười cười, đột nhiên đổi giọng ngọt ngào đến tận xương tủy. Vì công tử, ngươi nhìn ta một cái đi. Lục Cao Hiên kêu lên, công tử đừng nghe lời nàng, nàng viết mê hồn đại pháp, người sẽ bị nàng mê hoặc tâm trí. Tứ gia nói, có loại võ công như vậy ư? Lục Cao Hiên nói, vì công tử, trăm triệu lần không được khinh thường. Giáo chủ phu nhân lại mở miệng, giọng càng lúc càng ngọt ngào quyến rũ. Vì công tử, sao công tử không nhìn ta một cái? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Tứ gia đang quan sát Hồng An Thông, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía giáo chủ phu nhân nói, xinh đẹp, người thực sự rất xinh đẹp. Lùng Cao Hiên kinh hãi kêu to, vì công tử, cẩn thận. Giáo chủ phu nhân hé môi cười, mềm mại không xương, yêu kiều dựa vào ghế nói, một khi đã như vậy, công tử phải nghe lời ta nha, mang thuốc giải cho ta nào. Tứ gia rũ mắt xuống cười khẽ, giáo chủ phu nhân, việc gì phải phiền toái như vậy, ngươi dở trăm phương ngàn kế chẳng phải cũng là vì muốn diệt trừ giáo chủ sao? Một câu nói rất nhẹ trong miệng tứ gia, lại như sấm động bên tai tất cả mọi người trong đại sảnh, nhất thời không ai nói câu nào. Giáo chủ phu nhân giật mình, nụ cười trên môi cũng cứng lại nói, vì công tử, sao công tử lại nói như vậy? Nàng nhìn không được lén nhìn giáo chủ, đã thấy Hồng An Thông sắc mặt phi thường khó coi. Tứ gia nói, từ xưa tới nay, hậu cung không được tham dự vào chính sự, cho nên nếu một người đàn bà nắm quyền, vậy sẽ chỉ dẫn tới hai con đường, một là đoạt lấy giang sơn, hai là vĩnh viễn chôn vùi nó. Giáo chủ phu nhân trợn mắt nhìn tứ gia, tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Tứ gia lại nói, người liều mạng đề bạt những người trẻ, lại xui giáo chủ giết chết cựu thần, khiến cho thực lực của thần Long giáo giảm sút nghiêm trọng, bên cạnh giáo chủ không còn người thân tín. Làm vậy không phải cuối cùng cũng là muốn giáo chủ chết hay sao? Hồng giáo chủ ngờ vực nhìn giáo chủ phu nhân, nghe nàng kinh hãi nói, giáo chủ, người đừng nghe hắn nói lung tung. Tứ gia cười lạnh, đối với một người đàn bà mà nói, ta cảm thấy ngươi làm như vậy cũng là rất tốt rồi. Đáng tiếc, phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ, có dã tâm nhưng trong tay, ra tay lại không đủ tàn độc, cho nên có cố cũng không làm ra nghiệp lớn gì. Giáo chủ phu nhân sửng sốt nói, ngươi. Tứ gia nhìn nàng hồi lâu, lắc đầu ngao ngán nói tiếp, ngươi nếu đã hận hắn như vậy, vì sao không thừa dịp này tự tay giết hắn đi? Ta và mọi người ở đây nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Lục Cao Hiên giờ khắc này liền hiểu ra dụng ý của tứ gia, vì vậy lập tức phụ họa. Giáo chủ những năm gần đây đối xử rất tệ với chúng ta, nếu phu nhân có thể giết chết lão, chúng ta tuyệt đối sẽ không vì thế mà tìm phu nhân báo thù. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ trung thành với phu nhân, tận lực phù trợ phu nhân ngồi lên ngôi vị giáo chủ. Giáo chủ phu nhân bình tĩnh lại nói, vì công tử sợ không giết được giáo chủ nên muốn mượn tay ta sao? Phu nhân có thể thử một lần. Muốn giành được thiên hạ này không chỉ cần có may mắn và dã tâm, mà còn phải có dũng khí nữa. Phu nhân, người cảm thấy ta nói có phải hay không? Giáo chủ phu nhân cắn răng, tiểu quỷ, đừng nói là ta hiện giờ không còn chút sức nào để động thủ. Cho dù ta thật sự có khả năng làm vậy thì ta cũng quyết không làm hại giáo chủ. Ngươi đừng nên phí công ly gián. Lòng trung thành của ta với giáo chủ Nhật Nguyệt có thể chứng giám. Phu nhân muốn cược một ván với ta không? Ta cược nếu phu nhân không ra tay, chờ sau khi giáo chủ phục hồi công lực, nhất định sẽ không để phu nhân sống sót bước ra khỏi nơi này. Giáo chủ phu nhân nhìn tứ gia, lại nhìn giáo chủ đang ngồi bên cạnh nói, giáo chủ, người tin tưởng những lời nói nhăng nói cuội của tên tiểu quỷ kia sao? Giáo chủ nói, phu nhân, ta sao có thể bị một tên tiểu quỷ lừa gạt được? Người không nên nghi ngờ ta. Giáo chủ phu nhân gật gật đầu nói, chúng ta là vợ chồng, huống hồ, nếu ta giết giáo chủ, bọn họ nhất định cũng sẽ không buông tha ta. Giáo chủ gật đầu nói, phu nhân nói rất... Chữ đúng còn chưa kịp phát ra, đã thấy một ánh sáng xẹt qua, nhìn kỹ thì chính là ám khí từ trong tay áo của giáo chủ phu nhân. Chương 52. Hoạn nạn mới thấy rõ chân tình.
Hồng giáo chủ bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị ám khí bắn trúng. Giáo chủ phu nhân cười ha ha hai tiếng, chút sức lực cuối cùng cũng theo đó mà cạn kiệt, cánh tay vừa vung lên liền rơi xuống. Hồng An Thông nằm mơ cũng không ngờ giáo chủ phu nhân lại có thể lá mặt lá trái đến như vậy. Lão nhìn máu tươi chảy đẫm ngực áo, cắn răng kêu lên: "Phu nhân, vì sao ngươi lại đối với ta như vậy? Thì ra lời hắn nói đều là sự thật. Phu nhân, ngươi thật sự muốn ta chết sao?" Giáo chủ phu nhân một chút cũng không hối hận, cười gằn: "Đúng vậy, ta chính là muốn ngươi chết. Từ ngày ngươi chiếm đoạt ta tới nay, thời thời khắc khắc, không một lúc nào ta không nghĩ muốn giết ngươi." Giáo chủ giận run người, máu từ chỗ vết thương vì thế mà tràn ra càng lúc càng nhiều. Hắn quắc mắt quát: "Tiện nhân, đúng là đồ đàn bà rắn rết, ta không ngờ ngươi lại tàn nhẫn đến vậy." Giáo chủ phu nhân nghe thế, không những không giận mà lại đắc ý vô cùng, nàng khanh khách cười: "Nếu không như vậy, làm sao có thể giết chết lão quái vật ngươi đây?" Tứ gia lúc này lặng yên không tiếng động lùi lại mấy bước, tới bên cạnh Lục Cao Hiên, nhìn giáo chủ phu nhân cười như điên như dại, lòng thầm nghĩ: "May mà ta không lỗ mãng xông lên giết đôi vợ chồng này, thật là đáng sợ." Hồng An Thông nội công thâm hậu, tuy rằng bị thương nặng nhưng dưới sự bạo phát của lão, nhất thời kích thích nội lực quay trở lại. "Lão phu còn chưa chết, ngươi đừng vội đắc ý." Giáo chủ phu nhân quay đầu nhìn về phía tứ gia, lại thấy hắn đã lui ra xa mấy bước liền nói: "Vi công tử, ngươi còn chờ gì nữa, mau thừa dịp này giết chết lão đi." Hồng An Thông trợn mắt nhìn tứ gia, khuôn mặt hung tợn cực kỳ, đôi mắt đỏ ngầu như chậu máu, quát: "Dựa vào một tên tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch mà muốn giết ta?" Tứ gia cười nhạt khom lưng nói: "Ta ư, đương nhiên ta không dám giết giáo chủ rồi." Giáo chủ phu nhân kinh hãi, thấy tứ gia lâm trận lùi bước thì vừa giận vừa thất vọng kêu lên: "Vì công tử, ngươi..." Hồng An Thông cười hà hà: "Quả nhiên là một tên nhát gan vô dụng, nhưng mà cũng thức thời đấy. Được, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, lão phu sẽ tha mạng cho ngươi." Tứ gia ngước nhìn Hồng An Thông, lạnh lẽo nói: "Không cần phô trương thành thế, độc đã xâm nhập vào xương tủy của ngươi rồi, thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu." Hồng An Thông ngẩn ngơ, đang muốn phản bác thì tứ gia lại nói: "Huống hồ có người ra tay rồi, việc gì ta còn phải tự mình động thủ nữa chứ?" Hồng An Thông nhíu mày: "Tiểu tử, ngươi đang nói lung tung cái gì vậy?" Tứ gia trầm giọng nói: "Ra tay đi." Hắn còn chưa dứt lời, một bóng người đã vọt lên, xông thẳng về phía Hồng An Thông. Tứ gia nhấc chân, đá bảo kiếm của Bạch Long Sứ Trương Chí Linh cho người nọ nói: "Giết lão." Người nọ tiếp kiếm, thuận theo lực đẩy mà đâm thẳng toàn bộ thanh kiếm vào sâu trong lồng ngực của Hồng An Thông. Hồng An Thông lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, ngã sấp xuống ghế nhưng cũng rất nhanh, kìm quay lại, vỗ lên bả vai người kia một cái, nói: "Ngươi, không ngờ lại là ngươi, làm sao có thể?" Người nọ nói: "Vì sao không thể là ta?" Rồi cười lạnh, cùng với khuôn mặt đã trở nên trắng bệch không sức sống, khiến gã trông như một bóng ma. Người này không phải ai xa lạ mà chính là Lục Cao Hiên. Lục Cao Hiên bị Hồng An Thông chụp một chưởng lên bả vai, đau thấu xương, nhưng lại khiến gã cảm thấy an tâm vô cùng, bởi cao thủ khi ra tay, đánh người thường không đau, mà chủ yếu là khiến đối phương không còn sức lực đánh trả. Nhưng chưởng này của Hồng An Thông lại đánh rất đau, không chừng có thể ngay cả xương cũng đã gãy, lại không tước đi sức lực của Lục Cao Hiên. Bởi vậy có thể thấy Hồng An Thông tuyệt đối đã không còn chút nội lực nào nữa rồi. Giáo chủ phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vui sướng vô cùng, cười to không ngớt nói: "Hồng An Thông, người cũng có ngày hôm nay." Lục Cao Hiên cũng nói: "Không ngờ phải không? Giáo chủ, muốn trách thì hãy tự trách mình đã tin lầm người đi. Là ngươi khiến chúng ta muốn nhường cũng không nhường được nữa rồi." Hồng An Thông nhìn Lục Cao Hiên, rồi khó nhọc quay đầu nhìn tứ gia đứng cách đó không xa nói: Hai người các ngươi cố ý liên thủ đối phó ta. Còn Trương Chí Linh kia, chẳng lẽ hắn cũng là người của các ngươi sao? Bia đá cổ đại, điểm lạnh nhất thống giang hồ, tất cả đều là giả, đúng không? Phạt rồi, phản rồi. Lão cố gắng nâng tay đánh ra một chưởng, đẩy ngã Lục Cao Hiên. Tứ gia một chút cũng không sợ hãi, bình thản nói: "Ngày xưa, lúc Sở Bá Vương tự vẫn trên dòng Ô Giang đã từng nói, không phải do chiến tranh, mà là ông trời muốn diệt ta. Hồng giáo chủ, câu nói này hôm nay ta tặng cho ông." Hồng An Thông nói: "Người nói gì? Tiểu tử khốn kiếp kia,
ta phải giết ngươi. Phần thầy chăm mạnh mới xả hết giận. Lão bám vào ghế từ từ đứng lên, thanh trường kiếm cắm sau lưng. Theo từng cử động của Hồng An Thông mà lắc lư liên hồi, giáo chủ phu nhân thấy vậy thì nhất thời cười không nổi, trong lòng lại hơi hơi lo lắng. Tứ gia nhìn Hồng giáo chủ bị thương nặng mà vẫn mạnh mẽ như thế thì không khỏi cũng có vài phần kinh hãi, liền nói, ngươi đã hết thời rồi, Hồng giáo chủ, ngươi nhìn xem, giờ phút này ngươi còn huynh đệ nào không? Còn có ai đứng chung chiến tuyến với ngươi nữa không? Tất cả những người ở đây, kẻ nào cũng hận không thể giết chết ngươi. Hồng giáo chủ, đừng oán trách ta, cục diện ngày hôm nay chính là do một tay ngươi mà ra. Thắng làm vua, thua làm giặc, đừng nên si tâm vọng tưởng nữa. Hồng An Thông vốn định liều mạng giết chết tứ gia, nhưng nghe tứ gia nói vậy, lão liền quay đầu nhìn tất cả những người đang nằm trong sảnh, lướt qua bốn vị long sứ, lại nhìn Trương Chí Linh đã chết. Cuối cùng ánh mắt lão dừng lại trên người giáo chủ phu nhân Tô Thuyên. Hồng An Thông nhìn Tô Thuyên một lát liền hỏi, phu nhân, chúng ta sống với nhau nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi thực sự chỉ có nỗi hận thù thôi sao? Tô Thuyên cười, bằng không, ngươi cho là gì? Ta sủng ái ngươi như vậy, ngươi muốn cái gì ta đều cho, ngươi không thích kẻ nào, ta liền giết hắn, tại sao ngươi vẫn không hài lòng, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, ta hiện giờ rơi vào cảnh đơn thương độc mã, ngươi bị như vậy là xứng đáng. Nếu không phải là ngươi, ta hiện giờ đã là một phúc tấn rồi, việc gì phải sống trên hoang đảo đầy rắn này. Huống hồ ngươi nhìn lại mình xem, ta nhìn thấy mặt ngươi là đã buồn nôn rồi. Những năm nay, mỗi ngày ta sống tưởng như một năm, khổ không nói nổi. Nếu không phải vì muốn tận mắt thấy ngươi chết, thì ta đã không sống đến ngày hôm nay. Hồng An Thông ngơ ngác nhìn Tô Thuyên, hồi lâu sau cũng không nói nên lời. Mãi sau mới lắp bắp, thì ra là vậy. Thôi, thôi. Lão quay đầu nhìn tứ gia lại hỏi, nội dung tấm bia trên kia là thật hay giả? Tứ gia nói, ngươi còn hỏi điều này làm gì nữa? Ta chỉ muốn biết, nếu thật sự là thật, thì tấm bia kia có nhắc tới tài kiếp của ta hôm nay không? Tứ gia nghĩ một lát, cao giọng đáp, hưởng phúc muôn đời là cảnh trong mơ, thọ cùng trời đất, chẳng bao giờ tỉnh. Hồng An Thông thì thầm, hưởng phúc muôn đời là cảnh trong mơ, thọ cùng trời đất, chẳng bao giờ tỉnh. Quả nhiên, thì ra là vậy. Lão phá lên cười, tiếng cười khàn khàn giống như bị ai bóp cổ, rồi dần dần im bặt. Tứ gia tiến lại gần, rút trường kiếm đang cắm trên lưng Hồng An Thông ra nói, hắn đã chết rồi. Giáo chủ phu nhân cười dài nói, đã chết, rốt cuộc đã chết. Giáo chúng thần Long giáo thấy Hồng An Thông đã tắt thở, liền đồng loạt kêu vang như sấm, vì giáo chủ hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất. Lục Cao Hiên bỏ lại gần ôm ngực nói, đà tạ vi công tử, không, là vi giáo chủ đã cứu giúp. Tứ gia liếc mắt nhìn hắn một cái nói, không cần khách sáo, chỉ cần nhớ kỹ lời ngươi đã nói là được. Lục Cao Hiên nói, ta đem mạng 8 người trong nhà của ta ra thề, tuyệt không dám cãi lời công tử. Tứ gia gật đầu. Tô Thuyên nghe Lục Cao Hiên và tứ gia nói chuyện thì hỏi, là ngươi đưa thuốc giải cho Lục Cao Hiên? Tứ gia đáp, phải. Nói vậy, thuốc kia hẳn phải cực kỳ quý giá thì mới có thể tức khắc giải trừ độc tính của bách hoa phúc xà cao. Phải, là một vị cao nhân tặng cho ta, bảo ta mang theo phòng thân. Tô Thuyên gật đầu thản nhiên nói, ngươi định xử trí ta thế nào? Ngươi trả lời một câu hỏi của ta trước đã, ngươi đem Ninh cô nương đi đâu? Sống chết của ta phụ thuộc vào nàng sao? Ý của ta chính là như vậy, cho nên tốt nhất ngươi nên nói nhanh lên. Tô Thuyên cười ha ha, ta vừa nhìn đã biết hai người các ngươi là kẻ hữu tình, mà đời này thứ ta hận nhất chính là tình chàng ý thiếp, đôi bên ngươi tình ta nguyện, cho nên ta thực căm ghét nàng, đã bảo ngươi đem nàng ra ngoài giết chết rồi. Trong khoảnh khắc ấy, tứ gia cảm thấy trái tim hắn như ngừng đập, khó khăn lắm mới có thể nói. Người nói cái gì? Lại nói tới Kiến Ninh, sau khi được hai thiếu nữ mời đi, thì thật ra chính là áp giải vào trong điện. Nàng nơi nơi trốn trốn đề phòng, chỉ sợ có rắn bò ra. Mắt thấy cách đại sảnh càng lúc càng xa, Kiến Ninh bước chậm lại nói, hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, không biết ta phải xưng hô thế nào đây? Hai thiếu nữ nói, người hỏi cái này làm gì? Kiến Ninh đáp,
Ta thấy hai vị mỹ nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp như thần tiên, hổ thẹn bản thân không sánh kịp cho nên mới muốn làm quen thôi. Hai thiếu nữ này thấy nàng ca ngợi mình thì cả cười nói, thật sự như vậy sao? Kiến Ninh mạnh mẽ gật đầu, tất nhiên là thật rồi, ta còn đang muốn hỏi hai vị mỹ nữ tỷ tỷ bình thường dùng son môi loại gì vậy? Ta cũng muốn mua dùng thử, nhất định sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Một cô gái nói, chúng ta thân phận thấp kém, làm sao có son môi mà dùng? À, thì ra hai vị mỹ nữ tỷ tỷ chính là trời sinh hoa nhường nguyệt thẹn. Ta còn tưởng sắc đẹp này chỉ có trong tranh vẽ, không ngờ lại có thể là thật. Nàng liên tục nói mỹ nữ tỷ tỷ, khiến cho hai cô gái kia không khỏi đỏ bừng cả mặt, không tự nhiên đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc. Cô gái kia lại nói, đứa nhỏ này thật thú vị, cũng rất thức thời, đáng tiếc. Kiến Ninh vội vàng hỏi, đáng tiếc cái gì? Hai thiếu nữ đang cười vui đột nhiên nghiêm túc hẳn, lạnh lùng nói, đáng tiếc, giáo chủ phu nhân không thích ngươi. Nói xong, một người liền đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông. Kiến Ninh thầm nghĩ, quả nhiên lão yêu bà kia không thích ta, chỉ là không biết hai người này sẽ xử lý, đừng nói là đẩy ta xuống hồ rắn nhé. Nghĩ tới đây, Kiến Ninh không khỏi rùng mình. Kiến Ninh mở to mắt, quyết tâm giả khờ đến tận cùng, ngạc nhiên hỏi, này, giáo chủ phu nhân sao lại không thích ta? Nàng không phải là rất thích ta nên mới sai hai vị mỹ nữ tỷ tỷ tới làm bạn cùng ta sao? Cô gái kia dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng nói, ngươi đừng nằm mơ nữa, phu nhân bảo chúng ta chăm sóc ngươi chính là bảo chúng ta cẩn thận giải quyết cho tốt, hiểu không? Kiến Ninh kêu lên, vậy các ngươi định làm gì? Cô gái liền đáp, bình thường thì chúng ta sẽ rạch vài nhát trên mặt ngươi, nếu ngươi không muốn thì cũng có thể dùng thuốc độc. Kiến Ninh run rẩy cả người, líu lưỡi, hủy dung ư? Cô gái cười, nếu như ngươi không thích vậy uống thuốc độc thôi. Ta cả hai cái ta đều không thích, ta muốn có lựa chọn thứ ba. Cũng được, ngươi lựa chọn thứ ba của ngươi là kéo ra ngoài để thần long cắn một cái. Kiến Ninh bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng nói, quên đi, coi như ta chưa nói gì cả. Đời này nàng sợ nhất chính là rắn. Vừa tưởng tượng đến cảnh bị con vật mềm mềm lành lạnh này cắn một cái là đã thấy thà cứ bị một đao giết nàng luôn còn hơn. Cô gái đứng phía bên trái nhíu mày, người không cần kén cá chọn canh, chúng ta đi theo giáo chủ phu nhân lâu như vậy, chỉ cần giáo chủ phu nhân liếc mắt một cái chúng ta đã hiểu nàng muốn làm gì rồi. Ngươi nên cảm thấy may mắn là nàng cũng không muốn mạng của ngươi, chỉ muốn nhan sắc của ngươi mà thôi. Kiến Ninh ngoan cố cãi, rõ ràng ta thấy giáo chủ phu nhân đối với ta rất ôn hòa mà. Nàng xinh đẹp như vậy, nhất định là tấm lòng cũng vô cùng thiện lương, làm sao có thể muốn hủy dung mạo của ta. Ta cũng không làm gì đắc tội nàng. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, có phải hai người đã nhìn nhầm rồi không? Hai thiếu nữ do dự, nhìn nhau một lát. Kiến Linh vội vàng thuyết phục tiếp. Tục ngữ có câu, kẻ thông minh thường nghĩ nhiều. Ta nghĩ các vị tỷ tỷ nhất định là đã nhìn nhầm rồi. Hay là chúng ta quay lại hỏi cho rõ được không? Nàng lập tức xoay người lại định chạy về sảnh thì hai thiếu nữ kia đã giơ kiếm chặn lại nói, người nói cũng đúng, nhưng lệnh của phu nhân giờ này chúng ta không dám cãi lời. Kiến Ninh nghe hai cô gái nói đã đi theo Tô Thuyên lâu năm, vậy hẳn võ công không tồi, vì vậy vội vàng dừng lại, miệng liến thoáng, hai vị tỷ tỷ định làm gì? Ta nói trước, giả dụ hai người hiểu sai ý của giáo chủ phu nhân như vậy nhất định giáo chủ phu nhân sẽ tức giận. Hai thiếu nữ quả nhiên chần chờ một lát, sau đó thì thầm bàn bạc với nhau hồi lâu, cuối cùng mới nói với Kiến Ninh. Được rồi, bọn ta vốn định rạch mặt ngươi, nhưng nếu đã như vậy thì ngươi uống thuốc độc đi. Nếu giáo chủ phu nhân trách tội thì chúng ta sẽ cho ngươi thuốc giải, ngươi thấy có được không? Kiến Ninh trong lòng chửi ầm lên. Các ngươi nghĩ lão nương là chuột bạch, tử thuốc à? Hừ, nhỡ đâu giải dược có vấn đề thì sao? Có uống cũng nên là các ngươi uống mới phải. Rất nhanh, trong đầu Kiến Ninh liền nảy ra một ý liền nói. Ta nghĩ vẫn nên quay lại hỏi thì tốt hơn. À, không phải giáo chủ phu nhân tới rồi sao? Hai thiếu nữ không biết mình bị Kiến Ninh lừa, vội vàng xoay người lại, quỳ xuống hành lễ. Nhưng khi ngẩng lên thì không thấy ai, liền cười. Tiểu nha đầu này, ngươi nhìn nhầm rồi. Lời còn chưa dứt, bọn họ quay đầu lại đã thấy sau lưng chẳng còn ai, mà Kiến Ninh thì đã chạy được một quãng xa, thì giận dữ quát. Thì ra là ngươi cố ý lừa chúng ta, nhà đầu thối, không được chạy. Hai thiếu nữ rút kiếm ra, gấp rút chạy đuổi theo, nhưng Kiến Ninh đã chạy được một lát nên đuổi mãi chẳng kịp.
Nàng vốn nghĩ hẳn có thể thoát thân rồi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt đầy rẫy rắn độc đang bò về phía mình. Kiến Ninh kinh hãi nhịn không được thét lên chói tai, vội vàng dừng lại, định quay đầu chạy sang hướng khác, lại thấy sau lưng mình cũng đầy rắn. Nàng chẳng còn cách nào, chỉ biết lùi lại góc tường, lặng lặng ngồi xuống chờ đợi tử thần tới. Nước mắt nhịn không được mà chảy ra. Hai thiếu nữ thấy Kiến Ninh sợ tới mức ngồi co rúm một chỗ thì bật cười, thu kiếm lại đứng yên tại chỗ nhìn. Đàn rắn càng lúc càng lại gần, càng lúc càng nhiều. Kiến Ninh chỉ có thể liều mạng né tránh, sợ đến mức sắp phát điên. Đang định đâm đầu vào tường tự tử thì một người ôm chặt lấy nàng. Sau đó một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, dịu giọng nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đừng sợ, ta đã ở đây rồi." Chương 53: Tứ gia ôm công chúa. Hai thiếu nữ kia đang cười, bỗng nhìn thấy có người chạy vụt qua trước mặt mình. Hắn vung kiếm gạt mấy con rắn sang một bên, sau đó ôm chầm lấy cô gái đang sợ hãi, mặc cho những con rắn khác cắn mình, không ngừng vỗ về an ủi nàng. Kiến Ninh sợ đến mất đi ý thức, cho nên khi tứ gia ôm nàng, Kiến Ninh liền liều mạng giãy giụa, mãi sau mới nhận ra được người tới là ai. Nàng liền ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong lòng tứ gia khóc ròng: "Cứu ta, cứu ta." Tứ gia ôm Kiến Ninh vào lòng, bế nàng ra xa đàn rắn, lại nói: được rồi, không sao rồi, không cần sợ nữa." Kiến Ninh vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Lão tứ, ta rất sợ, rất sợ." Tứ gia chấn động, hai hàng lông mày cau chặt lại, cúi đầu nhìn Kiến Ninh. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì hai thiếu nữ kia đã chạy tới, kêu lên: "Tiểu tử kia, sao dám vô lễ với thần long?" Đàn rắn cũng trườn lại gần, nhất là mấy con vừa rồi bị tứ gia dùng kiếm gạt ra thì càng thêm hung hãn, cổ ngóc lên cao, miệng không ngừng phát ra những tiếng khè khè đầy uy hiếp. Tứ gia chỉ lo ôm chặt Kiến Ninh, nhất thời cũng không kịp né tránh, lại bị cắn thêm mấy nhát. Hai chân hắn dần dần tê bại, hẳn là chất độc đã bắt đầu lan khắp người. Hai cô gái kia đang định bắt tứ gia lại, thì đúng lúc này, phía sau có người kêu to: "Còn không mau dừng tay." Vừa dứt lời, một luồng trưởng phong bay tới đánh bật hai thiếu nữ kia ra. Người kia cũng chạy tới chắn trước mặt tứ gia, bộ dạng gầy như que củi, chính là Bàn Đầu Đà. Bàn Đầu Đà quát: "Các ngươi không được vô lễ, vị này chính là giáo chủ mới của thần long giáo chúng ta." Hai thiếu nữ lồm cồm bò dậy, kinh ngạc không biết lời Bàn Đầu Đà nói là thật hay giả. Bàn Đầu Đà lại quát: "Còn không dẫn thần long đi chỗ khác, hừ. Lúc quay lại, nhớ mang thuốc giải ra đây, còn chần chừ cái gì nữa? Các người muốn bị ném xuống hồ rắn hay sao?" Hai thiếu nữ tuy cũng không tin lắm, nhưng cũng hiểu Bàn Đầu Đà không dám nói dối chuyện tày đình như vậy, vội luống cuống lấy còi câm đeo trên cổ ra thổi một hơi, lập tức đàn rắn liền tản đi, không tấn công tứ gia nữa. Tứ gia thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hai chân đã không còn nghe theo điều khiển của mình, khiến tứ gia suýt nữa thì té xuống đất. May mà còn có cây cột sau lưng để dựa vào, đau đớn là vậy, nhưng hắn vẫn như cũ ôm chặt Kiến Ninh không buông. Bàn Đầu Đà quay đầu lại, cung kính hành lễ với tứ gia nói: "Giáo chủ thứ tội, hai người kia không biết chuyện nên mới vô lễ như vậy, xin giáo chủ tha mạng." Tứ gia nói: "Không sao, nhưng mà..." Bàn Đầu Đà thấy hai thiếu nữ đứng lấp ló đằng xa lại quát: "Thuốc giải đâu?" Một cô gái lại gần, đem thuốc giao ra, nâm nớp lo sợ nói: Xin giáo chủ và hộ pháp an tâm, rắn này chỉ là rắn độc bình thường thôi, không thể lấy mạng người được. Thật sự nó chỉ gây tê, không chết người được đâu. Giáo chủ chỉ cần uống thuốc này vào thì sẽ dễ chịu ngay." Bàn Đầu Đà giật lấy thuốc, thấy tứ gia hai tay vẫn đang ôm chặt Kiến Ninh, liền tự mình đưa thuốc đến miệng hắn. Tứ gia lập tức nuốt xuống. Kiến Ninh vốn đang ôm cổ tứ gia, hai mắt nhắm nghiền thì đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Thấy tứ gia uống thuốc giải rồi thì mỉm cười an tâm. Nàng sợ hãi cúi đầu nhìn quanh, đến khi xác định không còn con rắn nào nữa mới yên tâm, nhưng vẫn không buông tứ gia ra, nghẹn ngào nói: "Thật đáng sợ, sao bây giờ ngươi mới tới? Ta không bao giờ muốn nhìn thấy mấy thứ này nữa." Tứ gia cười cười nói: "Không sao, rắn đã chạy hết rồi." Kiến Ninh khụt kịt mũi, đôi mắt ngập tràn sợ hãi nói: "Nhỡ bọn chúng lại bò ra thì sao?" Tứ gia thở dài một hơi: "Ta ôm ngươi vào phòng, ở đó sẽ an toàn, được không?" Kiến Ninh một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, vội vàng thúc giục: "Được, đi mau." Bàn Đầu Đà nói:
để thuộc hạ dẫn đường cho giáo chủ. Rồi gã xoay người lại, nói với hai thiếu nữ. Các người còn đứng đó làm gì? Mau mau ra sảnh thu dọn đi. Hai thiếu nữ vốn chỉ mong có thể sớm tìm được người xác định lại thông tin. Nghe bàn đầu đà nói thế thì vội chạy đi. Bàn đầu đà đích thân dẫn tứ ra đi, vừa đi vừa nói. Vì công tử, không, là vì giáo chủ. Vừa rồi cũng may là có người. Tứ gia nói, cũng không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bàn đầu đà mở mắt trừng trừng, ngỡ ngàng nói, đó là việc nhỏ sao? Tính mạng của rất nhiều người chúng ta đều là nhờ vi công tử cứu giúp. Là vi giáo chủ. Tứ gia cười nói, ngươi muốn gọi vi giáo chủ thì vi giáo chủ, nhưng đừng thêm hưởng phúc muôn đời thọ cùng trời đất. Bàn đầu đà hỏi, vi giáo chủ không thích sao? Tứ gia nói, trên thế gian này, chẳng ai có thể hưởng phúc muôn đời thọ cùng đất trời được cả. Vậy thì nghe nhiều để làm gì? Cuối cùng khiến cho bản thân si tâm vọng tưởng, ta không muốn rơi vào kết cục như Hồng An Thông. Thật ra, hưởng phúc muôn đời thọ cùng trời đất, về bản chất cũng giống như khi đám triều thần hô to, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chẳng qua khác biệt ở chỗ, Hồng An Thông chỉ có thể tác quái trên thần Long Đạo, mà quyền lực của Hoàng đế thì lớn hơn thôi. Trường sinh bất lão, đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà tứ gia đã sớm nhìn thấu. Bàn đầu đà gật đầu lia lịa, vì công tử quả nhiên cao minh hơn người, thảo nào mà Lục Cao Hiên lại bội phục công tử như vậy. Bàn đầu đà dẫn tứ gia vào một gian phòng, trong phòng bày biện đơn giản mà lại toát lên phong thái lịch sự tao nhã. Bàn đầu đà nói, vì giáo chủ, người tạm nghỉ ở đây một lát, Lục Cao Hiên chắc cũng sắp chạy tới nơi rồi. Bàn đầu đà dẫn tứ gia vào một gian phòng, trong phòng bày biện đơn giản mà lại toát lên phong thái lịch sự tao nhã. Bàn đầu đà nói, vì giáo chủ, người tạm nghỉ ở đây một lát, Lục Cao Hiên chắc cũng sắp chạy tới rồi. Tứ gia ôm Kiến Ninh ngồi xuống giường, hắn định buông nàng ra, nào ngờ Kiến Ninh một mực không chịu buông tay, hơn nữa còn giật bắn lên khi ngồi xuống chăn nệm mềm mại. Rắn! Tứ gia xoa đầu nàng mỉm cười, yên tâm, nơi này không có rắn, người xem... Kiến Ninh một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, lắc đầu nguầy nguậy, ta không tin, không cho người đi. Tứ gia đành phải nói, được rồi, không đi, không đi. Sau đó hắn ném cho bàn đầu đà một ánh mắt. Bàn đầu đà hiểu ý cúi đầu, thuộc hạ xin cáo lui, nếu giáo chủ có chuyện gì cần thì cứ gọi một tiếng, luôn có người túc trực ở bên ngoài. Tứ gia gật đầu, tiện thể lại hỏi, chuyện ta sai Lục Cao Hiên làm đến đâu rồi? Bàn đầu đà nói, quân sư chắc là sắp xong rồi ạ. Tứ gia nói, được rồi, người lui ra đi. Bàn đầu đà hành lễ, xoay người bước ra ngoài, lại vẫy tay gọi hai thiếu nữ lại, sai đứng trước cửa phòng rồi mới cẩn thận đóng cửa. Sau khi khép cửa lại, Kiến Ninh mới mở mắt ra, ngó nghiêng khắp giường hồi lâu, rồi mới nhìn tứ gia, nước mắt vẫn còn chưa khô nói, thật sự không có rắn chứ. Tứ gia nói, xin công chúa yên tâm. Kiến Ninh khóc thút thít, nhớ lại tình cảnh hồi nãy nói, ta sợ muốn chết, khi nãy nếu người đến chậm một bước, ta chắc chắn đã chết rồi. Nói tới đây nàng nhịn không được lại rơi lệ. Tứ gia vỗ vỗ bả vai của nàng nói, công chúa hồng phúc tề thiên, sao có thể xảy ra chuyện được, cho dù có nhất định cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Kiến Ninh sau khi được tứ gia khẳng định chắc chắn không có rắn quanh đây, thì bình tĩnh lại, đầu óc nhanh như chớp hoạt động. Đúng rồi, khi nãy ta nghe thấy bàn đầu đà gọi ngươi là vi giáo chủ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, hay vừa rồi chỉ là ảo giác của ta thôi? Tứ gia mỉm cười, không phải, rồi đem mọi chuyện vừa rồi kể cho Kiến Ninh nghe. Kiến Ninh chăm chú lắng nghe, sau cùng thở dài. Ai ra, thật nguy hiểm quá, không ngờ trong thời gian ngắn mà tình thế đã xoay chuyển nhanh như vậy. Tứ gia nói, cũng may công chúa không có ở đó. Ngươi có bị thương không? Nhờ phúc của công chúa, ta không bị thương. À, có chuyện này, ta mơ hồ nghe thấy bàn đầu đà nói người bị rắn cắn phải không? Ta không sao, rắn đó cũng không phải loại kịch độc gì. Kiến Ninh vừa nghe hắn nói vậy, liền biết mình không nghe nhầm, vội vàng nói, cắn vào đâu, để ta xem. Tứ gia nói, chỉ cắn hai cái trên đùi thôi, công chúa, thực sự không sao mà. Kiến Ninh kinh hãi lặp lại, cắn hai cái trên đùi. Kiến Ninh vốn đang ngồi trên đùi tứ gia thì vội vàng nhảy xuống, nhưng bị tứ gia giữ chặt lại. Không sao, công chúa, người cứ an tâm. Kiến Ninh không ngừng giãy giụa kêu lên, để yên ta xem nào.
Tứ gia mới đầu còn ngăn cản, nhưng dần dần cảm thấy bản thân có chút không ổn, chân mày liền nhíu lại, sắc mặt hơi xấu hổ, mà bàn tay đang ôm Kiến Ninh cũng buông ra. Ngược lại, Kiến Ninh một chút cũng không phát hiện ra điểm không ổn, chỉ cảm thấy có cái gì chọc chọc mình. Nếu là lúc bình thường, nàng tất nhiên đã hiểu ra ngay, chỉ là lúc này nàng đang vô cùng lo lắng cho thương tích của tứ gia, thấy tứ gia lỏng tay thì lập tức nhảy xuống. Nàng lật áo bào của tứ gia lên, lại kéo ống quần trong cao quá gối, chăm chú nhìn vết thương trên đùi hắn, quả nhiên nhìn thấy mấy dấu răng nhỏ còn rỉ máu. Nghĩ tới vết thương này là bởi tứ gia liều mình cứu mình, Kiến Ninh lại bật khóc. Tay nàng còn nhẹ nhàng chạm lên vết thương của tứ gia, nhỏ giọng nói, người còn đau không? Tứ gia vụng trộm kéo áo choàng che thắt lưng, không dám cử động, chỉ mỉm cười trấn an. Công chúa, thật sự không có chuyện gì. Vừa rồi họ đã đưa thuốc giả cho ta rồi, một chút cũng không đau đâu. Thật tình mà nói, rắn không độc thì cắn rất đau. Tứ gia nói vậy chẳng qua chỉ để Kiến Ninh an tâm mà thôi. Kiến Ninh nhất thời không kiềm chế nổi cảm xúc, nhào vào lòng tứ gia, ôm chầm lấy hắn nói, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật là tốt. Tứ gia giật bắn mình, sắc mặt vô cùng kỳ quái, có chút vui mừng, lại có chút xấu hổ. Mãi một lúc lâu, hắn mới vươn tay lên nhẹ nhàng vỗ về vai của Kiến Ninh. Kiến Ninh khóc thỏa thuê, rốt cuộc cũng ổn định được cảm xúc, liền ngồi xuống bên cạnh tứ gia cẩn thận nói, chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi đây thôi, đảo này thật sự quá nguy hiểm, người nghĩ ta nói có đúng không? Tứ gia nói, chúng ta đi lâu như vậy, hẳn hoàng thượng cũng lo lắng, không chừng đã phái người đi tìm rồi. Kiến Ninh nói, đúng vậy, ta rất nhớ hoàng đế ca ca. Nàng nói xong, ánh mắt chớp liên hồi, trong lòng thầm nghĩ, nếu hoàng đế ca ca Khang Hy biết ta suýt bị rắn cắn, nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Nhớ tới từng hành động cử chỉ thường ngày mang theo sủng ái cưng chiều của Khang Hy, Kiến Ninh cũng có đôi phần hối hận về lần xuất cung lỗ mãng này của mình. Tứ gia quan sát Kiến Ninh, thấy trong đôi mắt của nàng mang một chút sợ sệt, mà phần nhiều là khổ sở đau lòng, lại rơm rớm nước, liền biết Kiến Ninh đang nghĩ tới Khang Hy. Không hiểu vì sao, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, ngay cả vết thương trên đùi vốn đã hết đau, cũng trở nên đau đớn. Tứ gia nhìn lướt qua áo choàng đang che thắt lưng của mình một cái, thở dài một hơi nói, công chúa, ta có một chuyện muốn hỏi. Lời của tứ gia kéo Kiến Ninh từ trong suy tưởng trở về với thực tại, nàng nói, "A, ngươi muốn hỏi gì?" Tứ gia chậm rãi nói từng chữ, lúc ở bên ngoài, khi công chúa bị rắn bao vây. Kiến Ninh nghe hắn nhắc tới rắn thì không tự chủ được mà run rẩy, không ngừng lùi về phía tứ gia, cho đến khi bả vai hai người chạm vào nhau mới dừng lại. Tứ gia thấy hành động của nàng, cố nén cười mà nói, "Lúc ta cứu công chúa, hình như nghe thấy công chúa gọi ta." Kiến Ninh ngẩn ngơ, lúc hỗn loạn vừa nãy, nàng cũng không nhớ mình đã nói những gì, vì vậy dương mắt nhìn tứ gia, chờ nghe hắn nói tiếp. Tứ gia nói, ta hình như nghe thấy công chúa gọi ta là lão tứ. Kiến Ninh cả kinh, mắt mở to nhìn tứ gia há hốc mồm, ta thật sự đã kêu lên như vậy ư? Tứ gia gật gật đầu nói, đúng vậy. Cho nên ta thực sự cảm thấy rất khó hiểu, sao công chúa lại gọi ta như thế? Lúc hắn dứt lời, hai tròng mắt chăm chăm nhìn Kiến Ninh, tựa như muốn nhìn thấu lòng nàng.